Mọi người đây này, thành quả của hai ba anh em mình. Cân là to nhất. Đi mất khoảng gần 2 tiếng. Đây đây, đây đây. Chuyển ra bên này, đây đây. À đây rồi. Đây này. Con cá lóc này. Được không? Cái quê thôi. Này. Máy này có ăn được con cá không? Ui, có một con. Ngất ở chỗ nào rồi đấy nhỉ? Đây đây, đây đây. Chuyển ra bên này, đây đây. Từ đó đây nhỉ? Chuyển này. Ui, không nghe nhỉ? À đây rồi. Đây này. Con cá lóc này. Con gì lóc này. Ui, 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 đây đây. Này. Nó to quá. To quá. Khi được thế con cá to như này đấy. Đấy. Cũng được đấy mọi người. Ôi. Ôi. Chuyển ra bên kia đi, bên này không có. Bên này nó không về đâu. Nước nó thấp quá. Đây đây. Đây này, nó ra đây. Đây đây. Đây dí đi, dí đi. Thôi rồi. Đây này. Giữa đây cũng toàn là cá lóc nhiều thôi. Có một con chạy ra bên này. Bây giờ điện yếu quá. Đấy, con này đấy, đấy, đấy. Con này. Rất là nhiều. Ui ui. Chặn thoát hết rồi. Nó đi. Cái cá cũng. Chị chưa? Chị chưa nằm tại. Nha chưa. Một cái. Ui. Nó phết nhỉ. Đuổi tí. Ui, nó lại chạy lên trên này. Chết rồi nhỉ. Ôi dạ. Chạy rồi chứ. Không, con hình như đưa chỗ này mà. Con đưa thì đưa vào đấy. Đưa vào đấy ra. Ừ, đưa vào đấy chỗ này. Chạy rồi. Nó đưa vào đấy nó còn. Ôi đấy. Đi thế mà con rồi. Bây giờ đây nó còn đưa vào đây. Nó để phát cơ mà. Cô. Mình tổn hết nhỉ, xuống tổn kéo. Ui. Hai ba ấy, diễn ra tả luôn. Diễn ra con tả. Gì nó to thế nhỉ? Sao tả diễn ra tả? Sao cả diễn ấy? Nó dừng cái chỗ này. Con thế nhỉ? Đi đâu rồi nhỉ?
Ui, là qua ra bên kia rồi. Đấy, đấy, đấy. Có con nước tầm. Không, con to xuống đây. Ai dồi. Bây giờ thì đéo quá, đéo ăn thua. Con nước tầm. Này. Kìa, nó đang dưa. Ui, dưới đi. Ui, tạt hô qua. Tạt dưa. Mà tạt cuối này. Nhất cả giờ con còn ăn ta dạ dạ chúng ta không có rồi này con là to nhất này tôi vào này thấy không to nhất hôm nay đặt cái con này là to nhất rồi màu xanh cái này không nó chạy đi rồi ừ, thế nó chạy đi lên trên kia rồi nghe chạy đâu rồi đấy 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 ở đấy có con cá riếc đấy, cá lóc nó chạy hết rồi. Không ngất à? Nếu ăn được, nè. Ú mày vỏ sôi thế này cơ. Con này con trẻ mà. Ừ. Cái con là lót. Thôi, chấn chặt cả đỉnh rồi. Ui dồi. Cái con khổng lồ nó ở đây rồi. Cái ừ. Nó chạy đi bên nào đấy nhỉ? Nó to thế. Đá một phát chứ. Ui, đi bên nào rồi nhỉ? Ui. Con này á. Không nghe rồi. Rõ ràng thấy nó nổi lên đây rồi. Có cái con này có phải. Phải. Đích 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 đích. Cho rồi nhỉ. Bây giờ điện nó yếu quá đéo là được cái con chạy là nó nhất luôn. Đích đích đích. Quýt 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 chuyển tí này. Nó ở chỗ nào rồi rồi thử mò thế nào thấy nó đổ chỗ này mà quên này hả quýt quýt không phải ôi mà không nghe ở chỗ nào á thì chưa rồi nó cả diện luôn nè
Mẹ điện thắng tên với tìm. Úi. Đã chưa. Nhưng mà con chạy. Mình dám chúng con gì đấy nhỉ? Ui. 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 Dám chúng một con chạy quá là to luôn nhưng mà. Một ta đéo bắt được nó. Đi đâu rồi đấy nhỉ? Thật à? Đúng tụ. Mày nó to bằng ngón tay đấy. Đã biết nó đi đâu rồi. Ui. 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 Dí dí dí. Ui. Ngất chỗ kia rồi nếu mà ngất thì. Chạy vào đây. Nó vào trên đấy rồi. Xem nó lại qua xuống đây. Bây giờ đéo chết được nó rồi. Chưa hả? Cả lọng rồi ạ. Cả lọng rồi. Thôi nhé. Cá thì cá lót. Mọi người đây này, thành quả của hai ba anh em mình. Cân là to nhất. Đi mất khoảng gần 2 tiếng thì cũng khá là nhiều đây. Chắc tầm 2 cân rồi đấy mọi người. Toàn cá lọng nhiều thôi. Và đi vào suối và ruộng đây thì cũng thật sự là rất là nhiều cá lóc thôi. Ngoài ra cá lóc thì cũng ít. Có cả mấy con cua đó. Con cua to to kia đời. Đấy. Đó con cua. Ơ hình như có hai con cua to mà nhỉ. Ừ. Cảm thấy cá nó bị cua sợ rồi. Và video của mình đến đây thì cũng sẽ được tạm dừng ở đây và mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.